khúc này á là chợ Tân Thuận nè, mình sẽ rẽ vào phía bên trong chợ nha. Bây giờ là 1 giờ rồi, chợ vắng lắm, đó còn leo que lèo tèo có vài người họ bán vài món linh tinh lặt vặt thôi. Nó còn muốn mua cá mua thịt gì á, ở đây cũng còn nha. Nói chung là chợ này á, muốn mua đồ thì vẫn có đồ để mua, chứ không phải là chợ dẹp hết. Nhưng mà cái nói ở đây á, là giờ này chợ khá là vắng, siêu vắng luôn. Chạy xuống đây là hết đường rồi nha, ở dưới là cửa khẩu biên phòng gì thôi, còn ở phía bên trái là bờ sông đó, bờ sông này khung cảnh chợ buổi trưa chợ nào cũng vắng, nhìn nó sao sao đâu đó, vòng vô trong chợ. Chợ Tân Thuận này là xây vào năm 1996 nha. Chợ nhỏ lắm, đường đi cũng hẹp. Men theo mấy cái đoạn đường này để vòng ra. Cái khúc này có thể nói là rộng nhất chợ Tân Thuận luôn. Rộng nhất, sạch nhất chợ Tân Thuận. Đó, cái cây, mấy cái đồ gia dụng này kia. Thế là xong hết rồi á, chợ Tân Thuận chút xíu à, chút xíu à. Chạy một vòng là hết trơn. Vòng ra nha, vòng qua kia đi. Sở dĩ á, gọi là chợ Tân Thuận bởi vì nó nằm sát cầu Tân Thuận nè. Cái hướng này làm như là cầu Tân Thuận 1 hay cầu Tân Thuận 2 ta. Hướng từ phía quận 7 mà về quận 4 á là không có xe taxi gì. Cầu Tân Thuận 2 nha.